Ơi Minh ơi, Bảo Đan, Quang Hùng, Bảo Ngọc. Rồi Bảo Ngọc đã bật lên rồi, mời các bạn còn lại bật cam lên giúp cô nha. Để mình bắt đầu. Rồi cô nhắc lại nội quy lớp học. Cái này buổi nào mình cũng nhắc hết, nhưng mà nó rất là quan trọng để mình có những buổi học hiệu quả. Cho nên là mình ngấn ngán ha, ráng nhớ nó luôn để thành một cái thói quen. Là thứ nhất mình bật camera, thứ hai khi mình học mình tắt mic, khi nào mà có nhu cầu nói chuyện thì mình bật icon bàn tay, giơ tay lên thì các thầy cô sẽ mời các bạn nói chuyện, mời các bạn phát biểu. Và cái cuối cùng là ngồi ngay ngắn không làm việc riêng ha. Rồi. Rồi mời cô Đào sang slide tiếp theo nha. Rồi, buổi học hôm nay mình có 4 phần chính. Một là ôn tập bài cũ trong 15 phút. Phần thứ hai là giới thiệu về bản đồ thế giới người nghiệp trong 30 phút. Tiếp theo là mình sẽ tư vấn về nghề. Cái này thì khi mà mình tham gia phần 2 giới thiệu bản đồ thế giới người nghiệp một cách chú tâm, thì cái phần 3 tư vấn về nghề mình sẽ tự làm rất là tốt. Và phần cuối mình là củng cố kiến thức và lượng giá buổi học trong 10 phút cuối nha. Rồi, ok Thanh Trúc. Mong là anh trai của em mau về để sửa cam cho em. Rồi, bây giờ là ôn tập bài cũ. Thì cái quy định là như thế này. Ngay khi mà cô gọi tên thì các bạn sẽ đọc câu hỏi trên slide và trả lời ngay giúp cô. Nếu mà mình không có thể trả lời được trong 5 giây đầu tiên thì bạn đó có thể nhờ quyền trợ giúp bằng cách gọi tên một bạn khác trong lớp để trả lời giúp mình. Nha. Mục đích là chúng ta cùng nhau gợi nhớ lại kiến thức cũ, cho nên là mình đừng để thời gian chết. Ok ha. Rồi có bạn nào có thắc mắc về cái quy định ôn tập bài cũ không? Để cô bắt đầu nè. Rồi, mời cô Đào câu đầu tiên. Cô mời Bảo Ngọc. Dạ thưa cô, 6 nhóm hay là kỹ thuật, nghệ thuật, xã hội, quản lý, nghiệp vụ với nghiên cứu. Rồi, Bảo Ngọc trả lời chính xác chưa? Mạnh phát. Dạ, như chưa phải không? À, vậy còn thiếu nhóm nào hay là có bị lặp lại nhóm nào không? Nhớ bị trùng hai cái đầu tiên nó giống giống nhau khá không? Vậy hả? À, cô thì thấy là bạn trả lời chính xác nha. Bạn trả lời là kỹ thuật, nghiệp vụ, nghệ thuật, xã hội, quản lý, nghiên cứu là đủ rồi. Rồi, có thể là phát nghe chưa có rõ phải không? Rồi, cảm ơn Bảo Ngọc nhiều nha. Bây giờ câu số 2, cô mời bạn Lê Hoàng Minh. Minh ơi, mở mic lên để trả lời nha em. Em đây Rồi mời em kể tên 4 nhóm đối tượng trong lý thuyết mật mã Hoolean. theo em thì gồm có nhóm người thực tế này, nhóm người sáng tạo, nhóm người xã hội và nhóm người tổ chức à? Vậy thì nó đâu có khác tên 6 nhóm hồi lần đâu em, mà mình có tới 6 nhóm hồi lần lận mà. Hình tròn, hình lục giác của nhóm hồi lần đó, nó là bốn cái góc do hình dấu cộng. À em nhớ rồi. Kỹ thuật, sáng tạo, xã hội và một nhóm nữa em không nhớ. Cô đề xuất là Hoàng Minh gọi nhờ quyền trợ giúp đi. À. Em có thể nhờ quyền sự trợ giúp của một bạn nào khác được không cô? Em không biết ai. Được, em gọi tới một bạn đi, rồi bạn sẽ hỗ trợ em. Bạn Việt Hà đúng không ạ? Rồi. Mời tự tin lên, mời tự tin lên, bạn mới giúp mình chứ.
bạn Việt Hà. Nhờ bạn Việt Hà giúp bạn Hoàng Minh trả lời câu này nha. Việt Hà ơi. Nó cũng là câu Câu số 2, kể tên bốn nhóm đối tượng trong lý thuyết mật mã Hoyland. Nó là cái chữ thập ở trong cái hình lục giác đó em. à, con người Tiếp tiếp tiếp. người. Tiếp em. Nhóm nghiên cứu với là nhóm nghệ thuật thì thích làm với đối tượng gì? Em có nhớ không? Nghiên cứu ý tưởng nghệ thuật thì những người Rồi. sáng tạo. Ừ, là ý tưởng. Rồi, nhóm đối tượng thứ ba. Kỹ thuật là sự vật, Đúng rồi. Tiếp, nhóm đối tượng thứ tư. dữ liệu. Ừ. Rồi, Việt Hà đọc lại tên bốn nhóm giúp cô với. Con người, dữ liệu, ý tưởng và sự vật. Ừ, hay quá, cảm ơn Việt Hà. Đây là câu trả lời chính xác. Rồi, Hoàng Minh đã nhờ bạn trợ giúp thành công nha. Rồi, cảm ơn Hà và Minh. Câu số 3, mời cô Đào. Cô mời Bảo Đang. Đang Cô nghe em nói nghe, rồi mời em trả lời. một. Câu số 3 em. Nếu không trả lời được thì em phải nhờ bạn rồi, không không để thời gian chết nè. Hả? Em nghĩ là nhóm xã hội không? Chính xác. Ừ, không phải là em nghĩ là nha, câu trả lời chính xác rồi đó. Nhạy cảm dễ tổn thương là điểm yếu của nhóm xã hội nha. Rồi, câu số 4 cô mời Tuyền Định. Tiền định đọc câu số 4 và trả lời giúp cô nhé. Định ơi. Dạ thưa cô, là nhóm quản lý không? Còn nhóm nào có thể nằm trong cái phần này nữa không? Nhóm nào rất thực tế luôn. Và họ làm tốt với những cái rất cụ thể cơ. Thiếu nhạy cảm ở đây không phải là họ muốn chèn ép không, mà thiếu nhạy cảm có thể là họ thực tế quá và họ không có nhiều cái cảm xúc, nhiều loại cảm xúc, cho nên là họ 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 chưa có nhận ra được, họ chưa có biết được nhanh bằng những bằng nhóm xã hội chẳng hạn. Rồi có bạn nào muốn giúp Tiền Định không thì giơ tay nè. Nhóm nào rất thực tế, làm việc với những thứ rất cụ thể, phải nhìn thấy được, sờ mó nắm được. Không có bạn nào có câu trả lời luôn hả? Kỹ thuật, Ừ, kỹ đúng rồi. thuật. Ừ, đúng rồi, là nhóm kỹ thuật nữa ha. Rồi, thì ở câu này á là thiếu nhạy cảm mà dạng là nhận biết chậm hơn hay là nhận biết nó chưa có không có cái nhanh nhạy đó, đó là nhóm kỹ thuật, bởi vì họ khá là thực tế và họ chỉ làm việc tốt với những thứ cụ thể thôi. Còn nếu mà mình nghĩ thiếu nhạy cảm theo cái hướng là cái sự đồng cảm của họ nó có thể đến sau so với cái chuyện là thể hiện quan điểm và cái tình cảm của họ thì nó sẽ nằm ở nhóm quản lý ha. Rồi, cô muốn làm rõ chỗ đó. Rồi, câu số 5 cô mời Mạnh Phát, mời cô Đào. Phát ơi, Phát chưa bật mic em. Dạ, thưa cô, câu năm là làm việc có gì để nghiên cứu. Chưa chính xác rồi, em có muốn nhờ ai trợ giúp không? Là quản lý. Và gì nữa?
Và cái nhóm nào mà giỏi lắm, quản lý không quản lý. làm thu ngân sổ sách nha, không phải là kiểu thuyết trình hay là hướng dẫn chỉ đạo. À, thu ngân sổ sách, sắp xếp, thống kê. Kỹ thôi Phải không? sao không phải sao em nhờ bạn hết. Nhờ bạn đi. Mời em gọi tên một bạn đi. Lâm Ngọc À. Lâm Ngọc ơi, chiếc mời mạnh phát với. mời Lâm Ngọc Lâm Ngọc ơi, em có ở đó không Lâm Ngọc? À, không nói được hả em? Rồi, em có thể giúp mạnh phát chỗ này không? Nếu được thì em bấm số 1 nha. Còn không thì em bấm số 0 để mà cô sẽ giải đáp luôn. Mạnh phát trả lời là nhóm quản lý là một rồi đó. Dạ em không nghe rõ. Thôi bây giờ cô sẽ chia sẻ câu trả lời luôn nha. Câu hỏi của mình là những nhóm nào thích làm việc với dữ liệu, thì Mạnh Phát có chia sẻ là nhóm quản lý và nhóm nghiên cứu, thì nhóm quản lý là chính xác rồi. Ha, cái dữ liệu của nhóm quản lý ở đây đó là những cái dữ liệu con số nó liên quan tới kinh doanh, thông tin, các thứ, vì quản lý họ rất là thích nắm bắt những cái thông tin như vậy để họ đưa ra những cái đường hướng chỉ đạo. Còn nhóm nghiên cứu á, thì giữa những cái thông tin như vậy á, thì họ lại thích làm việc với lại bên ý tưởng nhiều hơn, có nghĩa là nó chưa có cần gọi là cụ thể thành hình, mà có thể đôi khi nó là một cái gì đó nó trừu tượng và họ thích đi sâu vào để tìm tòi nghiên cứu về nó. Cái nhóm còn lại mà thích làm việc với lại dữ liệu á là nhóm nghiệp vụ. Thống kê con số, chi tiêu rồi thu ngân này kia, đó là những cái phân loại, đó là những cái của nhóm nghiệp vụ ha. Rồi. Câu tiếp theo cô xin mời bạn Quang Hùng. Dạ vâng ạ. Cái này là nhóm nghiên cứu ạ. Rồi, Quang Hùng giải thích một tí cho cả lớp được không? Dạ, cái nhóm này thì mấy bạn ấy rất là thích nghiên cứu để tìm hiểu từng tập vấn đề ạ. Nên là khi mà bạn ấy nghiên cứu một vấn đề mà bạn ấy không chắc thì bạn ấy sẽ rất là khó chịu, nên là bạn ấy sẽ không nói gì cả và bạn ấy sẽ kiểu tìm điều đi học ấy. Em biết rồi. Đúng rồi, cảm ơn Quang Hùng nha. Rồi, bạn nào có câu hỏi thì cứ giơ tay, còn không thì cô sẽ đi tiếp nha. Rồi, câu tiếp theo cô mời Thanh Trúc. Mời cô Đào. Dạ em nghe cô ơi. Rồi, câu số 7 mời em trả lời ha. Dạ em nghĩ là nhóm nghệ thuật. Rồi, có bạn nào có câu trả lời khác so với Thanh Trúc không? Rồi, hiện tại. Tuyền Định có câu trả lời khác hả em? À, chắc bạn bấm nhầm á. Rồi, xong mình xong phần ôn tập bài cũ nha. Có bạn nào có câu hỏi cho phần ôn tập bài cũ này không? Rồi, nếu có thì mình nhắn vô hoặc là mình giơ tay để mình hỏi, còn không thì mình sẽ đi qua bài học hôm nay ha. Ok, cảm ơn cả lớp rất nhiều đã tham gia vào phần ôn tập bài cũ. Bây giờ mời cô Đào sang slide tiếp theo nè. Đây là cái hình lục giác về lý thuyết mật mã Hoolean, những cái nãy giờ mà mình nói và trả lời thì nó nằm trong đây hết ha. Tên 6 nhóm, rồi 4 nhóm đối tượng là cái hình dấu cộng của cái hình lục giác và những cái đặc điểm ở trong đó. Rồi, an tâm, tài liệu này các bạn có và có thể tìm được ở trong nguồn tài nguyên mà thầy cô gửi rồi đó. Nên bây giờ mình sẽ qua phần nội dung của bài học hôm nay. Rồi, cô xin mời thầy Phú.
Chào các bạn. Sau hai buổi thì tìm hiểu về lý thuyết Holland, tại sao nó có tới hai buổi như vậy, thì nó khá là nó là một cái nền để cho các bạn nắm rõ được cái đặc tính cá nhân của mình. Vậy thì đặc tính cá nhân của mình nó sẽ được ghép với đặc điểm của các ngành nghề nó như thế nào, thì hôm nay mình sẽ ghép nó lại bằng đặc tính cá nhân của các nhóm của mình và đặc tính của nghề ha. Thì từ đó chúng ta sẽ có một cái cách chọn nghề, một cái cách tìm hiểu nghề nó sẽ rõ ràng hơn và nó liên quan đến cái đặc tính cá nhân của mình, thì nó sẽ rất là nhanh và nó hiệu của bạn bắt đầu mà các bạn tìm hiểu về một cái ngành nghề nào đó. Ok, bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ xem lại cái cô đào ơi, qua luôn cô đào. Rồi, bây giờ đầu tiên sẽ xem lại cái mô hình mật mã Holland bên tay trái. À, bên tay phải thầy giới thiệu luôn, đó là mô hình bản đồ thế giới nghề nghiệp. À, bên tay trái mô hình mật mã Holland thì chúng ta thay vì chúng ta để hình lục giác để cái nhóm kỹ thuật lên đầu á, đúng không? Thì bây giờ chúng ta xoay lại một chút xíu, xoay lại một một tầm khoảng một lần thôi đó, thì cái nhóm nghiệp vụ quản lý sẽ đứng lên trên đầu để cái dấu cộng về các đối nhóm đối tượng chúng ta làm việc là dữ liệu, ý tưởng, sự vật và con người, nó sẽ là một cái thẳng hàng, một dấu cộng đứng để chúng ta sẽ so sánh với cái bản đồ thế giới doanh nghiệp thì nó sẽ liên kết như thế nào. À, chúng ta xoay lại chút xíu ha. Thì tương ứng với trên bản đồ thế giới nghề nghiệp thì chúng ta sẽ có bốn đối tượng, cái vòng tròn đó, cái vòng tròn lớn đó, chúng ta sẽ có bốn đối tượng tương tự như mô hình mật mã Holland, đó là dữ liệu, sự vật, ý tưởng và con người ha. Nhớ cho thầy cái này, luôn luôn nhớ cho thầy xác định giữa cái đặc tính cá nhân, cái mong muốn của mình muốn làm việc với con người hay là muốn làm việc với dữ liệu hay là làm việc với ý tưởng nhiều, và chúng ta liên kết lại với cái nghề đó nó sẽ làm việc với ý tưởng nhiều hay ít. Giống như phương nãy cô Nhi nói đó, là cái việc cái nhóm quản lý và nghiệp vụ họ làm với dữ liệu là đối tượng chính. À, nó họ vẫn làm việc với con người nhưng mà đối tượng để họ làm việc chính đó chính là dữ liệu. Thì các bạn có thể thấy là ở cái khu vực dữ liệu là sẽ tương đương với quản lý nghiệp vụ, thì cái dữ liệu ở bên bên cái mô hình bản đồ thế giới nghề nghiệp thì nó sẽ tương ứng là hai khối ngành phía trong, đó là ngành quản trị bán hàng và vận hành kinh doanh, thì gọi đây là khối ngành nha, mình chưa nói là ngành cụ thể, mình gọi đây là một khối ngành. À, tương tự như vậy, vậy thì một nhóm làm việc đối tượng của họ, một trong những cái mà đặc điểm của họ họ rất là thích làm với sự vật, họ không thích làm việc với con người, họ thích làm việc với máy móc, sự vật, cây cối hay là bất cứ sự vật gì đó, thì nó là thuộc nhóm kỹ thuật đó. Các bạn có thể thấy được cái bên phía tay phải, cái chỗ sự vật, cái nhóm thuộc kỹ thuật. Tiếp theo là cái nhóm làm việc về theo ý tưởng. Ý tưởng thì sẽ có hai nhóm ở trong Holland, đó là nhóm nghiên cứu và nhóm nghệ thuật. Tại sao nó được xếp theo một cái thứ tự như vậy thì nó đều có ý nghĩa hết. Khi mà chúng ta xếp vào vậy thì cái đối tượng, cái nhóm làm việc chủ yếu của hai cái nhóm này là liên quan đến về ý tưởng. Nhóm nghệ thuật và nghiên cứu làm việc chủ yếu về ý tưởng. Thì hai nhóm ngành của họ là khoa học công nghệ và nghệ thuật. Và cái nhóm cuối cùng mà cái nhóm đối tượng làm việc họ làm nhiều nhất là con người, thì chính là nhóm xã hội. Thì có một nhóm ngành được gọi là nhóm dịch vụ xã hội. Rồi, tới đây thì có bạn nào có thắc mắc gì không? Cái bản đồ này thầy sẽ gửi tài liệu cho các bạn xem lại cho nó cụ thể hơn. Các bạn sẽ nghiên cứu cái bản này cho nó hiểu rõ hơn. Ở đây thầy hướng dẫn các bạn cách đọc bản đồ này như thế nào và nó tương ứng với cái mật mã Holland của mình như thế nào. Mật mã Holland là đặc tính cá nhân của bản thân mình nha. Còn bản đồ thế giới nghề nghiệp tức là đặc tính của nghề, nó tương ứng với bản đồ với mật mã Holland thì nó sẽ tương ứng với đặc tính cá nhân của mình. Đó, bây giờ mời chúng ta sẽ đi sâu hơn, chúng ta đi sâu hơn một chút xíu về cái
bản đồ thế giới nghề nghiệp. Rồi, ở trong bản đồ thế giới nghề nghiệp này nó tổng cộng sẽ là 26 ngành. Đây là nó không phải là hoàn toàn tất cả các ngành trên thế giới, tất cả các ngành đang tồn tại trên thế giới. Nó chỉ là một số ngành tiêu biểu mà được giới thiệu trong bản đồ này. Một số có thể nó gọi nó là một số nhóm ngành luôn. Nó sẽ chỉ là một đại diện một vài thôi. Nó sẽ có rất là nhiều ngành mới, thì và hôm sau á, thầy sẽ giới thiệu cho các bạn là cái số ngành cụ thể hơn, nó các ngành đang đào tạo ở Việt Nam ha, đang đào tạo Việt Nam tới khoảng 199 nghề, thì nó sẽ cụ thể hơn. Thì thầy nói trước ở đây cho các bạn biết là chúng ta sẽ có 6 nhóm ngành cụ thể, nó được chia lại thành 6 nhóm ngành cụ thể theo cái nhóm đối tượng mà cái ngành đó làm việc chủ yếu. Nhắc lại một lần nữa, đó chính là ngành vận hành kinh doanh, quản trị bán hàng, dịch vụ xã hội, nghệ thuật, khoa học công nghệ và thuộc kỹ thuật. Nhớ nhớ nha, tí nữa mình sẽ có một cái bài tập mà để mình nhớ lại cái vòng tròn này nó sẽ bao gồm cái gì, thì các bạn sẽ cần lưu ý những cái cần cần nhớ nhất. Ở 26 nhóm ngành phía trong đó, ở những cái từ số 1 đến số 12 á, X, Y, Z, A, B, C, D đó, thì các bạn chưa 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 cần phải nhớ đâu. Các bạn không cần phải nhớ đâu, có thể phải tra nó. Các bạn chỉ cần nhớ cho thầy là bốn nhóm đối tượng làm việc là sự vật, ý tưởng, con người, dữ liệu, và 6 nhóm ngành tương ứng theo nó là trong vận hành kinh doanh và chỉ bán hàng đó. Rồi, thầy lỡ bật mí là lát nữa mình có làm bài chơi trò chơi thì kiểm tra kiến thức củng cố, cho nên là các bạn tiện thì các bạn có thể ghi lại để tí nữa mình có thể trả bài trả lời cho nó đúng. Cái này là hơi bật mí đáp án của cô Đào rồi. Ok, bây giờ mình đi sâu một chút xíu từng nhóm ha. Bây giờ mình có thể nhìn thấy ở cái khu vực là số 1, số 12. Đó, số 1, số 12 sẽ bao gồm là XYZ BKF. XYZ BKF thuộc nhóm dịch vụ xã hội. Nhóm ngành thuộc dịch vụ xã hội. Thì không biết ở đây các bạn có đọc thấy không nha. Thì đối tượng chủ yếu là họ làm việc là con người, thì thầy thử mời một bạn coi có thể các bạn có thể đọc thấy không. Bạn mời Dũng đi. Dũng ơi, Dũng đọc cho thầy cái tên các nghề ở trong số 1 với số 12 giùm thầy với. Em thấy không? Một là dịch vụ Có cá nhân, hai là dịch vụ cộng đồng, giáo dục và chăm sóc sức khỏe. okay, hình như lớp mình hai Dũng đúng không ta? Thầy hình Đúng như thầy là Phú thầy đúng rồi, thầy gọi Dũng cái hai bạn Dũng nhiệt tình luôn. Rồi, cảm ơn hai bạn Dũng luôn. hai Ok, thầy vừa thì nữa thầy sẽ nhắc lại. Một trong hai bạn Dũng có thể đổi tên lại của mình Dũng theo một cái thời gian của mình đi, tên cho thầy lát thầy dễ gọi nha, tại vì hai bạn đều là Dũng hết. Các bạn muốn đổi tên lại cho thầy dễ gọi thì dễ hơn, là một bạn Hoàng Dũng, một bạn Dũng. Ok, bây giờ chúng ta vừa đọc là trong nhóm dịch vụ xã hội sẽ có dịch vụ cá nhân, trong đó sẽ có dịch vụ cá nhân, có dịch vụ cộng đồng, có giáo dục và chăm sóc sức khỏe ha. Đây là cũng làm có thể mình có thể coi được gọi là bốn nhóm ngành lớn trong cái nhóm dịch vụ xã hội. Ví dụ trong dịch vụ cá nhân thì sẽ có là chăm sóc sức khỏe, như kiểu là chăm sóc sắc đẹp, ví dụ spa hay là thể thao hay là tập gym, tập yoga, thì đó là dạng dịch vụ cá nhân. Dịch vụ cộng đồng thì nó gần gần như là chăm sóc sức khỏe đó, giống kiểu là bệnh viện rồi các cơ sở chăm sóc sức khỏe về tinh thần chẳng hạn đó. Rồi giáo dục thì các bạn hiểu ha, các bạn hiểu thì là các cơ sở giáo dục. Rồi thầy muốn mời một bạn tiếp theo có thể đọc cho thầy nhóm số 2, số 3. Cái nhóm ngành ở trong số 2, số 3 thầy mời Bảo Đan đi. Đan ơi, Đan đọc ngành ở trong số 2, số 3 giùm thầy. Dạ, số 2, số 3 Đúng rồi. là quản trị và bán hàng. Số 2 là
quản lý marketing và bán hàng, dịch vụ liên quan đến nhân sự. Số 3 là quy định và bảo vệ. Ok, thầy cảm ơn bạn. Ok, tương tự ở trong nhóm dữ liệu à, các ngành, nhóm ngành chủ yếu làm về dữ liệu và chia vào nhóm quản trị bán hàng thì sẽ là quản lý à, một đặc trưng rất là cụ thể của nhóm quản lý ha. Marketing và bán hàng họ diện dịch vụ liên quan đến nhân sự đó là thuộc về quản trị đó, hoặc là quy định và bảo vệ à. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục theo vòng tròn để sẽ đến số 4, số 5 của nhóm vận hành kinh doanh, thì mời Quang Hùng ấy. Hùng ơi, đọc nhóm ngành nghề trong kinh. Dạ, truyền thông hồ sơ, các giao dịch tài chính và tân phối điều phối ạ. Ok, thì cảm ơn. Cảm ơn nha. Rồi. Chúng ta sẽ thấy là trong nhóm vận hành kinh doanh thì sẽ có là các giao dịch về tài chính, truyền thông và hồ sơ, hoặc là phân phối và điều phối ha. Cái tên này nó sẽ chưa cụ thể cho các bạn, rất là khó hiểu ha. Và buổi sau chúng ta sẽ có cái ngành nghề cụ thể hơn. Các bạn không cần quá chú tâm vào cái mình phải phân biệt nghề này là cái gì đâu ha. Mình chỉ nó chỉ là một cái tên gọi và trên cái mô hình bản đồ này thôi. Các bạn có thể liên tưởng đến các ngành nghề nó liên quan ha. Rồi thì mời bạn bạn ai ta phát đi, phát đọc cho thầy nhóm 6 7 đi, khá là nhiều ngành đó nha. Dạ, thưa thầy là nông nghiệp, lâm nghiệp và liên quan về vận hành, vận chuyển và liên quan. Của liên quan là sao ta? Khoa học máy tính và công nghệ thông tin. Xây dựng và bảo trì thủ công và liên quan. Chế tạo và quy trình sản xuất. Cơ khí, thuộc cơ khí và thuộc điện ạ. Rồi các bạn cũng đã thấy ha, nó khá là nghe đến là cái nhóm kỹ thuật ha. Rồi thì mời lại một bạn nữa là bạn Việt Hà. Việt Hà là phát biểu chưa ta? Anh ấy bảo đang mời Hà đi, thầy mời Hà đi, đọc số 8, số 9 giùm thầy. Thưa thầy, số kỹ thuật Các và ngành công nghệ, nội khoa học tự nhiên và công nghệ, số 9 công nghệ và y khoa ở khoa học công nghệ. ok, mình nghe đến là nó thuộc về khoa học công nghệ đó ha. Rồi thì mời một bạn cuối cùng đọc cho thầy là bạn Võ Nguyên Tuyền Định, đọc cho thầy nhóm số 10, số 11. Định ơi, đọc cho thầy 10 về 11. Định ơi, Định ơi, Định đâu rồi? Đọc cho bọn đi chơi rồi. Thôi thì mời một bạn khác nha. Bảo Ngọc đi. Ngọc ơi, Ngọc đọc cho thầy 10 với 11 đi. Dạ, thưa thầy, 10 T, nghệ thuật ứng dụng thị giác, R, chẩn đoán y khoa và điều trị, S, khoa học xã hội, 11 V, nghệ thuật ứng dụng viết và nói, U, nghệ thuật sáng tạo và trình diễn. Cảm ơn Ngọc. Rồi, bạn Ngọc vừa đọc ở khu số 10 thì các bạn thấy có cái ngành nào mà nghe nó cấn cấn không? Cái ngành nào mà nghe thấy nó sai sai ở trong cái nhóm nghệ thuật không? Ngọc, Ngọc, Ngọc ngồi xem lại trong nhóm số 10 có cái ngành nào mà tại sao nó lại nằm trong nhóm nghệ thuật? Khoa học xã hội hả thầy? Ừ À, thì lại nó chẩn đoán y khoa và điều trị. à. Nó có liên quan gì đến nghệ thuật không? Theo em thì Em nghĩ là nó có liên quan tới hình ảnh đó thầy. Kiểu mình nhìn vô ảnh chụp X quang rồi mình đoán người ta có bị gãy xương hay không.
nghĩ vậy. Thôi, thầy cảm ơn Ngọc. À, trong bản đồ này thì các bạn có thể đọc 26 nhóm ngành này nha. Thì có một cái điều đặc biệt là cái nhóm R là cái nhóm chẩn đoán y khoa và điều trị. Tại sao nó được xếp vào trong cái nhóm nghệ thuật mà nhìn nó rất là kiểu khoa học công nghệ, mà tại sao họ được xếp vào trong đó? Thật ra là nó vẫn thuộc nhóm khoa học công nghệ. À, có một điều đặc biệt là cái nhóm ngành này vẫn thuộc khoa học công nghệ, nhưng tại sao nó đặt lệch, nó không nằm trong nhóm khoa học công nghệ? Tại vì sao? Chúng ta để ý lại là cái bốn cái đối tượng bên ngoài là dữ liệu, sự vật, ý tưởng và con người, thì cái ngành nào nó sẽ thiên về cái nào nhiều hơn thì nó sẽ được đặt lệch sang một bên một chút xíu. Thì riêng cái ngành chẩn đoán y khoa và điều trị thì thay vì nó làm việc với sự vật nhiều, à, thì nó lại cái nhóm đối tượng của nó là làm nhiều về con người, à, nó có làm ý tưởng này ha, nhưng mà thêm nữa là nó có làm về con người nhiều hơn về sự vật, cho nên đây là một cái ngành hơi đặc biệt là nó được đặt lệch sang một bên, thì nó nằm ké sang nhóm cái nghệ thuật thôi, à, nhưng mà mặc dù nó vẫn thuộc nhóm khoa học công nghệ, à, các bạn chú ý cái điều này cho thầy ha. Nha. Cái ngành nào nó thiên về cái nào nhiều hơn, nó làm việc đối tượng nào nhiều hơn thì nó sẽ được đặt lệch sang một bên ngoài cái nhóm mà nó đang làm việc thường xuyên ra. À, ok ha.